giờ xe 265 các bạn. Càng dài ha. Càng lúc mình 17 mét không? 16 mét mấy các bạn. Này gần 17 mét các bạn. Đang chuẩn bị xuất phà các bạn, lên thay mâm rồi các bạn, thay nhà luôn các bạn. Chủ xe luôn ha. Xe chủ xe luôn các bạn. Xe này ở Kinh Bảy ha các bạn, Kinh Bảy cho anh chị mình đây các bạn. 7B nha các bạn. Đang bò kìa. Dây điện đồ nhiều quá trên đầu nữa các bạn. Đẹp quá. Càng dài các bạn. Gần 17 mét, gần 16 mét mấy. Tài xế chủ xe luôn các bạn ha. Tài xế 6. Rút cần nè. Dây điện. Bữa nào leo lên tao buộc cho gọn gọn lên hết. Không có vỏ. Đấy mà dây điện dây kia wifi mà. Kéo phà đây.
chịu lại tiếp ha. Cái cọng nó không có chắc đâu nha, chồng vô rồi một cọng à. Bây giờ quay cần vô các bạn mới xuống. Chặn xe đấy ơi. Rồi xuống xong rồi các bạn. Rồi lại con
Xong rồi các bạn. Thử xe rồi, thử cái mầm mới thay mầm mới chát. Rồi đấy các bạn ơi, rồi mình hẹn các bạn những video tiếp theo nha. Mình xin kết thúc video tại đây nhé các bạn. Rồi cảm ơn các bạn đã xem và ủng hộ nha.